Vâng, các bạn sẽ xem nội thất bên trong của chiếc loa Advent khung tranh mà quý Nguyễn đã tháo cho nó nằm sẵn đây rồi. Vâng, ở trên màn hình các bạn nhìn thấy tất cả bốn cụ từ, hai cụ bách và hai cụ chép đều là cụ từ bánh chưng các bạn nhé. Và các bạn nhìn thấy cụ từ của nó và cụ từ bánh chưng, và cái nước sơn ô liu của nó các bạn nhìn thấy nó còn mới ghê luôn đấy. Và đây là cụ từ của chép này, ngày thẳng sản xuất nó vẫn in sẵn lên này luôn. Hàng Mỹ có nhiều cái độc đáo như vậy các bạn nhé. Là những cái bông mà tản âm ở trong thùng vẫn còn mới toanh, vâng, rất mới. Đây là chiếc loa khung tranh mà cụ từ bánh chưng. Đời này vẫn có là những cái cụ tròn đó các bạn nha, nhưng mà cụ bánh chưng thì người ta chuộng hơn, và màng bách, màng tím thì người ta vẫn chuộng hơn, màng tím rau chú hề. Vâng, đấy các bạn, rất mới, rất đẹp. Đặc biệt đôi này thì là các bạn nhìn thấy nè, là cái chép nó chép màu xanh luôn, chép màu xanh luôn, có cái chép đỏ, cái này chép màu xanh, nói chung là mới. Các nước sơn ô liu, nước sơn của trên cái bát, cái miếc, cái chép, tất cả còn mới các bạn nha. Vâng, quý vị sẽ ráp vào để quý vị nghe, để đánh giá được chất âm của cái đôi loa này. Đôi loa đẹp đẹp mỹ mãn.